Ở ngoài Bắc mình cũng không có nhiều thông tin. Rồi, trận đấu có thể là sẽ kết thúc từ đây. Lúc này, đây là hai vận động viên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Và đây là giải đấu Việt Võ Đài đang diễn ra tại nhà thi đấu Thanh Trì. Và trước mắt chúng ta đang là nhà vô địch SEA Games 2019 và huy chương bạc SEA Games 2022 Nguyễn Xuân Phương. Đây có thể coi là trận đấu hay nhất ở Việt Võ Đài lần này. Xuân Phương sẽ gặp một võ sĩ, chứ là nãy quên không nghe tên ông này à? Còn kiểm tra đã xong, xe này, hai vận động viên xe này. Thực chất ra Xuân Phương là một võ sĩ xuất thân từ kickboxing. Anh đã từng có những thành tích rất cao tại Đông Nam Á. Và trận đấu này thì mình đang nghĩ là một kịch bản knockout sớm. Và Xuân Phương sẽ làm tốt được điều này. Mọi người cùng chờ xem. Xuân Phương là võ sĩ từng thi đấu ở chung kết hạng cân 635 gặp Nguyễn Trần Duy Nhất tại Vĩnh Phúc vào năm 2019. Đúng rồi, 2019 tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Về cơ bản thì Xuân Phương vẫn đang không có đối thủ ở các hạng cân 60, 635. Và đây là một đòn rất tốt của Xuân Phương. Trọng tài sẽ công nhận đòn đánh ngã này dành cho võ sĩ của... không công nhận. Dạ, hiểu rồi. Do Xuân Phương đã ôm đối thủ trước khi quật ngã. Tuy nhiên mình nghĩ cũng sớm rồi. Xuân Phương sẽ làm tốt nhiệm vụ, đó là kết thúc sớm trận đấu này. Mọi người cùng chờ xem. Sao thế nhỉ? Chưa hiểu. Định bắt tay à? À, phá trụ rồi, thằng này đau chân rồi. Xuân Phương phá trụ mạnh lắm. Đợi xíu đệ. Một câu chuyện vui muốn kể với mọi người trong thời gian Xuân Phương thi đấu, đó là mọi người có thể để ý thấy Xuân Phương đang có một cái công trình xăm ở lưng. Và cái công trình này thì bắt đầu được thi công từ sau khi Xuân Phương giành huy chương vàng SEA Games 2019 tại Philippines. Tuy nhiên thì từ đó đến nay là vào khoảng 5 năm. Và mình vẫn chưa biết vì sao là cái công trình này vẫn còn đang dang dở. Không hiểu vì là Xuân Phương không còn ý định để mà hoàn thiện nốt cái vết xăm của mình, hay như lý do nào đó. Chưa có kịp có thời gian gặp để hỏi Xuân Phương về cái hình xăm này nó ý nghĩa hay như thế nào đó. Thì đó là một cái câu chuyện vui mà muốn kể với mọi người trong cái thời gian mà chúng ta xem Xuân Phương thi đấu. Không gì mà lên trò. Ở trận đấu chung kết hạng 635 với Nguyễn Trần Duy Nhất thì Xuân Phương, thế mình nghe kể lại thôi, là được treo thưởng 50 triệu đồng nếu như mà hạ gục được Nguyễn Trần Duy Nhất. Tuy nhiên thì điều đó đã không xảy ra và Xuân Phương đã để thua Duy Nhất. Đó cũng là một trận đấu rất hay, cũng được phát trên kênh Sao Thể Thao. Mọi người có thể xem trận đó ở trên kênh Sao Thể Thao của mình. Ở hiệp đấu này thì có vẻ như Xuân Phương sẽ là võ sĩ được có lợi thế. Chắc chắn là như vậy. nhan sắc của Ringer Cup tài năng trẻ thể thao. Các em ơi, chú ý. Câu môn này không? À, vẫn có người chấm nước xanh thắng. À, đỏ thắng, quên mất. Đây là trọng tài này vẫn chấm nước đỏ thắng này. Đỏ là ông này này. Thôi kệ đi. Mỗi người sẽ có một góc nhìn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận đấu giữa Xuân Phương. Các em chú ý, điểm thi đấu này. Có sự xuất hiện của nhà vô địch SEA Games 2019 Nguyễn Xuân Phương. Mọi người có thấy huấn luyện viên ở dưới chỉ đạo góc bài đỏ không? Cao tay lên. Ở trận đấu trước mọi người có thể thấy là võ sĩ cũng góc bài đỏ luôn, đã để thua chóng vánh chỉ vì cái lỗi là không chịu cao tay thủ. Trong thi đấu võ thuật thì việc cao tay để mà thi đấu cực kỳ quan trọng, bởi vì là phần tay sẽ... bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Trong thi đấu thì cái phần cao tay rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ che chắn toàn bộ khuôn mặt cũng như là nội tạng của võ sĩ, và nếu như anh ta không làm tốt cái việc đó thì võ sĩ sẽ bị thất thế rất nhiều so với đối thủ. Không biết là đốn ngã vừa rồi có chọc giận Xuân Phương không, nhưng mà mình cảm giác như Xuân Phương bắt đầu quyết tâm hạ gục sớm võ sĩ, hạ gục sớm đối thủ. Mọi người cùng chờ xem. Tay trái của Xuân Phương thì đo khoảng cách, còn tay phải tức là tay sau thì đang nhắm thẳng vào mặt của đối thủ. Xuân Phương trong 2 năm trở lại đây thì có vẻ như đang bị xuống phong độ, mà cũng không biết vì sao nữa. Tại bạn này ở ngoài Bắc mình cũng không có nhiều thông tin. Rồi, trận đấu có thể là sẽ kết thúc từ đây. Trọng tài bực rồi, hét không nghe thế à? Ồ, trọng tài trừ võ sĩ có phải xanh tùy phạm luật trong khi thi đấu. Luật của đòn vừa rồi của Xuân Phương là do từ môn muay sang, trong cổ truyền thì không được, trong cổ truyền thì sẽ là chỏ sống, tức là võ sĩ sẽ phi chỏ vào người của đối thủ chứ không được ôm cổ và ghi xuống. Xuân Phương có vẻ đang rất nóng vội để hạ gục đối thủ, một cú nổ rất lớn. Một cú nổ rất lớn vừa rồi có lẽ là chính là cái đơn vị đo chính xác về cái số đòn đánh của Xuân Phương. Thêm một cú đòn nữa. Mọi người để cái tay trái Xuân Phương đang đo đòn, đang đo khoảng cách với đối thủ. Một cú đạp tống. Đấy, đấy là cái chỏ được thi đấu ở trong cổ truyền, đó là chỏ sống, gối sống. Rồi, trận đấu kết thúc rồi. 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 Có lẽ trọng tài sẽ đếm. Võ sĩ đỏ vẫn còn hy vọng, nếu anh trụ được hết hiệp đấu này, biết đâu võ sĩ này sẽ thắng ở hiệp đấu thứ hai. Bởi vì là anh có chút lợi thế khi mà Xuân Phương bị trừ điểm ở đòn ôm gối vừa rồi. Tuy nhiên chúng ta cùng đón xem là trận đấu này sẽ kết thúc như thế nào. Hết giờ. Tuy nhiên có lẽ là không có bất ngờ lớn xảy ra. Xuân Phương sẽ là người có sẽ giành được thắng lợi. Đây là các trọng tài chấm ở cặp đấu của Xuân Phương. Đỏ đỏ ái già, xanh 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 xanh, à xanh thắng. Như vậy là xanh thắng. Như vậy là chiến thắng gọi là suýt sao, khi mà cả hai hiệp mỗi hiệp thì Xuân Phương đều chuyển giành được 3 lá cờ. Vận động viên Nguyễn Văn Đại đến từ tại Thanh Trì, Kinh Bắc, Bắc Ninh rất xuất sắc. Và xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Xuân Phương đến từ Trung tâm Y học Cao Lan ATK Tuyên Quang đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận đấu này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo của kênh Sao Thể Thao.